Này, mày thích anh Hùng Cứu Mỹ Nhân đúng không? Nhưng bây giờ địa điểm này bị lộ rồi, tao sẽ chuyển mày đến chỗ khác. Nó bố con kia không chuyển cho tao 300 triệu ấy. Nghĩ dần lời chăn chối đi rồi. Ê! Chỗ này tao thấy được đấy.